vẽ công chúa, rất vui được gặp lại các em. Video tuần này chị sẽ gửi đến các em hình vẽ một chú ngựa nhỏ vô cùng xinh xắn, điệu đà, đó là Fluttershy hay còn gọi là Mắc Cỡ trong bộ phim hoạt hình My Little Pony đang được rất nhiều khán giả theo dõi và yêu thích hiện nay. Đáp ứng yêu cầu của các bạn Sara Nanami, Ami Michino, Cúc Hồng, Gio Lam, Mai Ngân Bella, Thủy Trang Nguyên, Magical Vũ Thảo và Nguyễn Hồng Kiều Hân. Để thực hiện bức tranh này, đầu tiên chúng ta cần phác họa trước bằng bút chì. Các em quan sát hình mẫu phía bên trái video để áng chừng. Chia khổ giấy theo đúng kích thước, tỷ lệ cho cân đối từ đầu đến chân, bờm tóc và đuôi. Cụ thể thì đầu sẽ chiếm khoảng 1/3 chiều cao bức tranh, thân mình 1/3 và chân thì dài hơn chút xíu. Bờm mái và đuôi uốn cong, vổng lên cao rồi chảy xuống dưới, điệu đà. Tiếp đến chúng ta vẽ bút chì thật cẩn thận. Các em nên chọn bút chì mềm 2B. Trong quá trình vẽ, sai hỏng chỗ nào có thể tẩy đi vẽ lại cho đến khi thật ưng ý. Về hình dáng thân mình thì Mắc Cỡ khá giống với công chúa lấp lánh và lạ lùng chị đã hướng dẫn cách đây gần một tuần. Nhưng Mắc Cỡ có một điểm khác hẳn so với các pony khác, đó chính là đôi mắt tròn xoe chứ không như hình quả chám của lấp lánh, lạ lùng và công chúa Celestia. Bờm tóc và bộ đuôi cũng uốn cong nhẹ nhàng, mềm mại chứ không cuộn tròn nhiều vòng như của lạ lùng. Ở phim My Little Pony, các nhân vật được nhận biết chủ yếu qua bờm tóc, đuôi và màu sắc thân mình. Vẻ bề ngoài hầu như rất thích hợp với tên gọi của các chú ngựa bé bỏng thân yêu này. Ví dụ như Mắc Cỡ thì có cái nhìn e lệ, mặt hơi cúi xuống, mắt thì ngước lên. Hoạt động thì nhẹ nhàng, uyển chuyển, thật là quá hợp với cái tên được gọi là Fluttershy. Các công đoạn tiếp theo chúng ta thực hiện giống hệt như video hướng dẫn vẽ lạ lùng mà chị đã hướng dẫn rất kỹ cách đây hơn một tuần. Các bạn nhỏ chắc chắn đã thuộc quy trình thực hiện từng bước, lần lượt từ vẽ chì, đè bút kim, tô màu sáp và cuối cùng là trồng màu dạ. Bạn nhỏ nào lần đầu tiên xem video của chị có thể tham khảo thêm ở video vẽ lạ lùng nha. Còn bây giờ, chị mời các em nghe một bản nhạc rất du dương, êm dịu để tạo cảm hứng đưa các nét vẽ thêm phần bay bổng nào. Thank you.
Thank you.
Vậy là chị đã hoàn thành bức tranh vẽ của bạn ngựa Fluttershy, kỳ lân điệu đà, xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc to tròn, cùng chiếc bờ mái và bộ đuôi hồng tím điệu đà, uyển chuyển. Các em có thấy bạn ý thật e lệ, duyên dáng và hết sức thời trang, giống như nàng công chúa bị cấm cung không? Trong quá trình thực hành, nếu cần hỗ trợ thêm về phương pháp vẽ hoặc kỹ thuật dựng hình, các em có thể nhắn gửi phía dưới cho chị. Chị sẽ trả lời ngay khi nhận được. Các em thấy bổ ích và hài lòng thì hãy ấn like và chia sẻ với bạn bè để giúp cho kênh Vẽ Công Chúa ngày càng xuất bản thêm được nhiều video lung linh, đẹp mắt hơn nữa được không? Các bạn nhỏ nếu đặc biệt thích một nhân vật hoạt hình nào thì nhắn cho chị. Chị sẽ hướng dẫn các em vẽ nhân vật đó thật xinh đẹp. Và nhớ đăng ký ngay Vẽ Công Chúa để đón xem những cô nàng xinh đẹp tuyệt trần mới nhất vào tuần tới các em nhé. Xin chào và hẹn sớm được gặp lại các em.